Và tôi là người đầu tiên nhận được thông tin vô cùng quan trọng mà cả thế giới đang chờ đợi. Cựu thiếu tá Nguyễn Tấn Phận, người từng là sĩ quan tùy tùng cho Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau đó đến đầu tháng 4 năm 1975, phụ trách an ninh cho cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Ông Phận cũng là người cùng Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm chạy khỏi Việt Nam vào buổi tối ngày 25 tháng 4 năm 1975, đã nói khi được hỏi về phút 89 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là Nguyễn Văn Thiệu. Tuy nhiên, bí mật mà ông Phận nắm giữ đã không được tiết lộ ngay sau ngày đất nước thống nhất, hay chính vào thời khắc chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, mà phải sau hơn 40 năm, ông mới đưa thông tin này cho báo chí. Ngay khi những tin tức do ông Phận được tiết lộ công khai, những giờ phút cuối cùng còn ngồi ghế Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa của Nguyễn Văn Thiệu cũng được lật mở, giải tỏa cơn khát tò mò của cánh báo giới. Và không bỏ công, nhiều người phải chờ đợi. Phút 89 của người đứng đầu chế độ tài sài ngụy Sài Gòn được đánh giá là vô cùng ly kỳ. Còn cụ thể ly kỳ ra sao, anh em hãy cùng đội ngũ hồi ức thời chiến vén bức màn lịch sử này nhé. Theo đó, đầu tháng 4 năm 1975, ông Nguyễn Tấn Phận về trình diện phủ Thủ tướng. Chưa nhận nhiệm sở mới thì Đại tướng Trần Thiện Khiêm từ chức Thủ tướng Chính phủ. Ông Phận được chuyển qua làm việc tại văn phòng cố vấn quân sự của Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Dù mang tiếng là làm việc tại văn phòng cố vấn quân sự, nhưng mà nhiệm vụ của Phận chỉ lo về an ninh cho vợ chồng Trần Thiện Khiêm. Thỉnh thoảng ông ta lại hộ tống vợ Khiêm đi thăm viếng, cúng dường các chùa chiền ở vùng Thủ Đức. Giữa tháng 4, vợ Khiêm cử người đến nhà riêng của tướng Charles Timmes, có mặt ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961, chỉ sau mấy ngày chồng bà ta từ chức. Charles Timmes là trung tướng hồi hưu, chỉ huy toán cố vấn Mỹ đầu tiên đến Sài Gòn. Sau đó, Timmes trở thành một viên chức cấp cao. Nhiều thế lực của phái bộ viện trợ quân sự Mỹ nên quen biết và gần gũi với hầu hết các tướng lĩnh trong quân đội Sài Gòn. Nhận được tấm thiệp, ngày 17 tháng 4, tướng Timmes đến nhà Khiêm dùng cơm tối. Khi Khiêm đi làm về và biết được chuyện này, Khiêm có vẻ không hài lòng. Theo lời ông Phận, ông để ý thấy bà Khiêm biểu lộ sự xúc động lúc nghe Timmes úp mở tiên đoán về sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Nhưng mà không hề òa lên khóc như là Frank Snapp, một chuyên viên phân tích tình báo cao cấp của CIA Mỹ, đã kể trong cuốn Những khoảng cách vừa phải, Decent Interval. Vào thời gian này, tin đồn về việc Nguyễn Văn Thiệu từ chức đã lan rộng trong xã hội, và câu hỏi là bao giờ thì Thiệu sẽ từ chức. Những người quan tâm đến thời cuộc đều biết vào lúc ấy, tòa đại sứ và cơ quan tình báo Mỹ đang tìm mọi cách để loại Nguyễn Văn Thiệu, hòng dựng lên một khuôn mặt tùy cũ nhưng mới, mà theo họ thì ôn hòa hơn. Đó là ông Dương Văn Minh, người được Mỹ đánh giá là có chủ trương mềm dẻo. Phần nữa, cũng do một số chính trị gia xô thịt đang ngồi chơi xới nước, nghe hơi nổi chõ rồi tung hỏa mù rằng phía bên kia chỉ đồng ý nói chuyện với ông Dương Văn Minh nhằm kiếm một chân trong chính phủ liên hiệp, một sản phẩm quái đản của những trí tưởng tượng bệnh hoạn, đuôi mù. Trưa ngày 21 tháng 4, Trần Thiện Khiêm được Nguyễn Văn Thiệu triệu tập vào Dinh Độc Lập họp cùng với Trần Văn Hương. Buổi họp diễn ra trong gần một giờ đồng hồ. Mặc dù đi theo Trần Thiện Khiêm, nhưng Nguyễn Tấn Phận không được vào nên không thể biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi khi về tới nhà, Trần Thiện Khiêm bước xuống xe nhưng không đi thẳng vào nhà mà dừng lại chờ Phận đến gần rồi nói với nét mặt vui vẻ. Chiều nay nhớ mặc đồ đẹp, vào Dinh Độc Lập nghe Tổng thống Thiệu đọc diễn văn từ chức. Đó là vào khoảng gần 1 giờ trưa ngày 21 tháng 4 năm 1975. Ông Phận là người đầu tiên nhận được thông tin vô cùng quan trọng mà cả thế giới đang chờ đợi. Với những người làm báo, thông tin ấy có giá trị rất lớn trong sự thăng tiến nghề nghiệp, truyền thông của họ và nếu họ nắm được. Tuy nhiên sau này trong các tài liệu, hồi ký của các tướng lĩnh, chính trị gia Việt, Mỹ, thì người đầu tiên biết tin Thiệu từ chức lại không phải là Phận mà là tòa đại sứ Mỹ. Chắc là trong lúc Thiệu thông báo việc từ chức cho Trần Văn Hương và Trần Thiện Khiêm, thì tại tòa đại sứ Mỹ, hệ thống điện tử đã ghi âm rõ những gì Thiệu nói. Chuyện nghe lén này về sau đã được các tướng tá quân đội Sài Gòn lưu vong đặt ra nhiều giả thiết. Là người Mỹ bắt đầu nghe lén các buổi họp của Nguyễn Văn Thiệu từ lúc nào và bằng cách nào. Trở lại chuyện Nguyễn Văn Thiệu từ chức, có mặt tại phòng khánh tiết trong Dinh Độc Lập, Nguyễn Tấn Phận nghe từ đầu đến cuối bài diễn văn của Thiệu trước một cử tọa rất đông đảo, gồm các nhà lập pháp của hai viện quốc hội, cùng các quan chức trong chính phủ và các cơ quan truyền thông. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố bàn giao chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, theo như hiến pháp đã quy định. Từ Mỹ, nghe tin Thiệu từ chức, Ngoại trưởng Mỹ là Kissinger liền gửi cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn một điện văn. Nội dung yêu cầu ông đại sứ chuyển lời bày tỏ lòng kính trọng của Kissinger đối với Thiệu và đề nghị muốn giúp Thiệu rời khỏi Việt Nam. Sáng sớm hôm sau, ngày 22 tháng 4, tướng Charles Timmes vội vã đến tư dinh Trần Thiện Khiêm. Rồi ngay chiều hôm đó, Trần Thiện Khiêm vào Dinh Độc Lập gặp Nguyễn Văn Thiệu.
Khó mà biết được Trần Thiện Khiêm đã nói gì với Nguyễn Văn Thiệu, nhưng không loại trừ việc TMS đề nghị Thiệu là nên ra khỏi nước. Tuy đã từ chức, song Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn ở lại tại Dinh Độc Lập và còn áp đặt nhiều vấn đề khiến tân Tổng thống Trần Văn Hương gặp không ít khó khăn trong việc điều hành nội các. Theo Frank Snip, việc từ chức của Nguyễn Văn Thiệu có phần rất lớn của Đại tướng Dương Văn Minh. Tướng Minh cho rằng sự có mặt của Thiệu làm cản trở tiến trình hòa bình do ông chủ trương, nên ông yêu cầu TMS bằng mọi cách thúc bách Thiệu sớm từ chức. Khi biết được điều này, đại sứ Martin rất lấy làm phấn khởi. Trước hết, ông không muốn bị mang tiếng về việc ra đi của Thiệu. Ông muốn cho dư luận tin rằng đó là sức ép từ các thế lực địa phương, chứ không phải từ phía tòa đại sứ Mỹ. Hơn nữa, Trần Văn Hương cũng mời đại sứ Martin vào Dinh Độc Lập. Ông Hương nêu ra nhiều lý do và nhấn mạnh với Martin là nếu còn có sự hiện diện của Thiệu ở Sài Gòn, thì chính quyền do ông lãnh đạo khó tiến hành các cuộc hòa đàm với phía bên kia. Hương yêu cầu nước Mỹ nhận Thiệu và Martin cam kết là phía Mỹ sẵn sàng đồng ý cho Thiệu sang Mỹ. Nay nhìn lại các hoạt động của tướng TMS, đồng thời dựa vào các văn kiện của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Mỹ, có thể thấy rõ là đã có áp lực mạnh mẽ từ Washington buộc Thiệu phải đi khỏi nước theo kế hoạch của họ. Văn kiện đầu tiên được gửi đi từ Washington đúng 12 tiếng đồng hồ sau khi Thiệu từ chức. Buổi sáng ngày 22 tháng 4 năm 1975, Thừa lệnh Tổng thống Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi điện văn ủy quyền cho Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam cấp một số giấy tạm cư cho phái đoàn của Nguyễn Văn Thiệu. Ngày ra đi là ngày 22 tháng 4, nghĩa là họ muốn Thiệu phải đi ngay trong ngày hôm ấy. Tại tư dinh Trần Thiện Khiêm, buổi sáng ngày 25 tháng 4, Trung tá Đặng Văn Châu, Chánh văn phòng cho biết, Trần Thiện Khiêm chỉ thị cho ông Phận ra Ngân hàng Quốc gia đổi 3 triệu đồng Việt Nam lấy tiền đô la Mỹ. Ông Phận khi đó không hề biết lý do, mãi sau này mới rõ đó là để phục vụ cho việc ra đi của Khiêm. Tiếp đó có lệnh yêu cầu toán cận vệ của Khiêm trở về phủ thủ tướng. Kể từ lúc ấy, nhà riêng của Trần Thiện Khiêm coi như bỏ ngỏ. Phận bắt đầu lo lắng vì việc rút những người lính gác đồng nghĩa với việc Trần Thiện Khiêm sẽ không còn ở lại đây lâu. Thấy ông đăm chiêu, Trung tá Châu trấn an bằng cách tiết lộ là chiều nay ông Khiêm chính thức mời cựu Tổng thống Thiệu cùng vài nhân vật trong nội các và ngoại giao đoàn đến dự tiệc để ông chào giã biệt, vì từ ngày từ chức Thủ tướng đến nay, Khiêm chưa có dịp tổ chức. Nghe xong, ông Phận hiểu ngay đó chỉ là cách ngụy trang cho cuộc tháo chạy. Nhưng mà ông ta vẫn thắc mắc rằng tại sao lại có Thiệu, vì theo Phận, Thiệu chắc chắn phải có kế hoạch ra đi riêng của mình. 5 giờ chiều ngày 25 tháng 4 năm 1975, Thomas Parker, chùm CIA ở Sài Gòn, cho gọi Frank Snip, Joe Kingsley và một nhân viên khác rồi hỏi là các ông có dành đường phố Sài Gòn ban đêm không? Cả bọn gật đầu. Thế thì tốt. Parker nói tiếp, tôi muốn các ông giúp tôi đưa Thiệu và Khiêm đi Đài Loan tối nay. Cũng khoảng thời gian ấy, tại Dinh Độc Lập, Thiệu ngồi ở phòng đọc sách tại lầu 3 bên cánh trái. Sau đó, Thiệu gọi tiếp các sĩ quan thân tín, ra lệnh. Tất cả mấy chú phải thay thường phục, có mặt tại dinh lúc 7 giờ. Mỗi chú chỉ được mang theo một cái túi sách tay nhỏ, tuyệt đối giữ bí mật, không được thông báo cho gia đình. Sau này được biết, Thiệu đã chỉ thị cho Trung tá Sáng ở lại làm công tác đặc biệt có liên quan đến 16 tấn vàng. Còn Trung tá Thứ thì tiếp tục lo an ninh cho Tổng thống Trần Văn Hương. Riêng bác sĩ Minh là bác sĩ riêng của Thiệu lúc đó không có mặt. Trung tá Chiêu phải gọi vào. Mấy hôm nay các vị quan này bị đặt trong tình trạng báo động nên lúc nào cũng túc trực tại dinh. Khi nghe được lệnh trên, ai ai cũng vội vã chạy về nhà gom góp chút ít đồ đạc, giấy tờ cá nhân và dĩ nhiên là cũng thông báo cho vợ con rồi trở lại Dinh Độc Lập ngay táp lự. Cũng tại thời điểm này, khoảng 8 rưỡi, Frank Snip và ba người Mỹ khác lên đường đến nhà Khiêm. Chưa rõ chuyện gì thì Khiêm gọi ông Phận lại, đưa cho tôi một hộp nhỏ, dài khoảng 5cm, rộng 3cm, gói trong giấy hồng điều. Khiêm dặn, Phận, giữ cái này là món quà tặng, một chút nữa Tổng thống Thiệu tới thì đem theo. Phận cầm chiếc hộp lên, thấy không nặng mà cũng không nhẹ. Lúc Khiêm ra lệnh như vậy, ông ta nghĩ đó là món quà có thể dùng để tặng ông đại sứ Mỹ hay là phi hành đoàn hoặc một nhân vật nào ở Đài Bắc. Nhưng mà không tài nào đoán ra trong đó có cái gì cho tới khi đến Đài Bắc. Tại lầu 3 Dinh Độc Lập bên cánh trái, khoảng 7 giờ tối, Thiệu đi qua phòng nhỏ cạnh phòng ngủ, nghiêng đầu qua cửa sổ nhìn xuống. Dưới sân, bên cạnh thềm tam cấp, một chiếc xe Mercedes màu xanh đậm đã đậu sẵn. Thấy mọi việc đã sẵn sàng, Thiệu rút trong hộp tủ ra khẩu súng ngắn hiệu Browning đã nạp đầy đạn cho vào túi áo. Thiệu ra khỏi phòng, khi tới cạnh thang máy, trước khi vào Thiệu quay lại dặn tùy tùng. Tôi đi qua nhà đại tướng Khiêm ăn cơm rồi về, chú khỏi đi theo. Sau đó Thiệu bước rất nhanh vào thang máy, tự tay bấm nút xuống tầng trệt. Thiệu vừa bước xuống bậc tam cấp thì cũng là lúc hai người lính cận vệ đến để đổi gác, khiến Thiệu giật mình. Thiệu lành lẹ chui vào xe, một người khác ngồi bên phải, chỗ ngồi chính thức của Thiệu để đề phòng trường hợp Thiệu bị ám sát.
Nhìn thấy chiếc Mercedes, Nguyễn Tấn Phận nhận ra ngay, nhưng xe không vào nhà Trần Thiện Khiêm mà chạy thẳng về nhà Thiệu. Phận lên phòng làm việc của Trần Thiện Khiêm một lần nữa. Một lát sau, xe chở Thiệu xuất hiện. Những sĩ quan đi cùng đoàn với Thiệu xách xuống mấy chiếc vali có vẻ rất nặng. Họ đề nghị Frank Snip mở cốp sau để họ chất vali vào. Theo Frank Snip thì khi họ đặt vali xuống, có tiếng kim loại va vào nhau. Từ trên lầu, khi đi ngang qua phòng ăn, Phận giật mình thấy Thiệu đang ngồi nói chuyện với Khiêm ở phòng khách. Bước ra phía trước nhà, Phận thấy Thomas Pongar đang ngồi tại bàn viết của sĩ quan tùy viên, kiểm soát lại họ tên của những người đi để điền vào giấy tạm cư dựa trên bản danh sách viết tay của Thiệu. Giây lát, Pongar và Timesh đi ra. Nhìn thấy họ, Thiệu khẽ gật đầu rồi chui vào xe của Frank Snip ngồi ở ghế sau. Đoàn xe hướng về sân bay Tân Sơn Nhất với một tốc độ không làm ai phải chú ý. Phía trước, một xe Ford Pinto của văn phòng CIA Sài Gòn dẫn đường. Phía sau là hai xe trong đó gồm 9 người, được Tổng thống Trần Văn Hương cho phép ra đi theo yêu cầu của Nguyễn Văn Thiệu. Lúc xe qua khỏi cổng sân bay, ông Phận giật mình vì thấy tất cả tối om. Hình như cả hệ thống điện đã bị cúp. Có lẽ là đã được dặn trước, lái xe cho xe chạy vòng qua khu vực của hãng hàng không Mỹ Air America, gần tới đường băng, trong xe tắt hết đèn. Mãi đến khi nhìn thấy ánh sáng lờ mờ hắt ra từ buồng lái, họ mới biết là đã đến sát bên một chiếc máy bay, loại vận tải 4 động cơ cánh quạt C-118. Xe chưa dừng hẳn, ba chiếc Chevrolet lao tới, một số người Mỹ mặc thường phục, súng M16 trong tay, mở cửa chạy vọt ra, vây quanh Nguyễn Văn Thiệu, rồi như thể từ trên trời rơi xuống. Đại sứ Mỹ tại Nam Việt Nam là Graham Martin xuất hiện ngay chân cầu thang máy bay. Chiếc C-118 có đuôi số 231 được Martin gọi từ Thái Lan sang Tân Sơn Nhất. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Martin đến tận chân cầu thang tiễn Thiệu. Vẻ mặt buồn thảm, Thiệu cố giữ dáng đi bình thản, mặt cúi nhìn xuống đất. Lúc sắp sửa bước lên cầu thang, Thiệu quay lại cảm ơn Martin đã đo liệu cho ông ta. Khi tất cả đã yên vị thì Thiệu từ hàng ghế phía trước bước ra phía sau, nơi những người chạy theo Thiệu đang ngồi. Thiệu đứng giữa lối đi, nét giận dữ hiện rõ trong tia mắt Thiệu. Mấy hôm nào đây trong bài diễn văn từ chức, Nguyễn Văn Thiệu vẫn hùng hồn tuyên bố: mất một tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội còn trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ. Ấy thế mà mới chỉ 4 ngày, tổng thống, trung tướng, chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu đã chui tọt vào máy bay. Mà sự ra đi ấy nào có vinh quang gì cho cam. Ông ta đi trong lặng lẽ, lén lút. Nói một cách chính xác thì đó là bỏ của chạy lấy người. Nguyễn Tấn Phận ôm cái hộp của Trần Thiện Khiêm trong suốt chuyến bay. Sau này ông ta mới biết trong đó chỉ là một chiếc radio 4 băng tần hiệu Zenith mà Khiêm tặng cho Phận. Sau này Thiệu ngồi lặng lẽ hàng giờ cạnh chiếc radio này, nghe BBC tường thuật giờ phút hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó ông ta đến Anh Quốc và cuối cùng Thiệu định cư tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Trong suốt thời gian sống ở Mỹ cho đến khi chết, Nguyễn Văn Thiệu rất kín tiếng. Ngay cả hàng xóm của ông ta cũng không biết họ đang ở cạnh tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Câu chuyện về phút 89 cũng như cuộc đào tẩu của tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa được chính cận vệ của ông ta kể lại sau hơn 40 năm chế độ tay sai thần Mỹ sụp đổ. Một cuộc chạy trốn đã được lên kế hoạch cụ thể, dù trước đó Thiệu vẫn còn hoành hoang tuyên bố tử thủ trước thần dân của mình. Những lời nói dối trắng trợn đã được thốt ra như một thứ vỏ bọc hoàn hảo cho công cuộc chạy trốn của Nguyễn Văn Thiệu. Mà không một ai biết rằng ông ta đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Việt Nam sau bài tuyên bố. Còn anh em có cảm nghĩ gì về cuộc chạy trốn như phim của Nguyễn Văn Thiệu? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Hồi Ức Thời Chiến anh em nhé!